phải hiểu rõ hai khái niệm, tài sản và tiêu sản. Việc không phân biệt được tài sản và tiêu sản là nguyên nhân làm rất nhiều người trở nên nghèo khó. Tài sản là những thứ tạo ra tiền cho bạn. Tiêu sản là những thứ làm bạn tốn tiền. Ví dụ như, nếu như bạn có một ngôi nhà được dùng để kinh doanh hoặc cho thuê và ngôi nhà đó đem lại thu nhập cho bạn, thì đó chính là tài sản. Nhưng cũng với ngôi nhà đó, nếu bạn mua để ở thì nó là tiêu sản. Bởi vì bạn phải trả tiền lần đầu và cả những chi phí phát sinh sau này. Những tài sản mà người giàu thường hay sở hữu đó là những việc kinh doanh có thể để người khác quản lý mà không cần sự có mặt của họ. Bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu hoặc bất cứ thứ gì có giá trị có thể tăng giá và có thể đem lại lợi nhuận cho họ. Bây giờ bạn hãy hình dung, bạn là một người đi làm thuê và thu nhập chính của bạn là từ tiền lương. Và bạn phải sử dụng tiền lương này cho rất nhiều việc khác nhau như là tiền nộp thuế, tiền nhà ở, tiền ăn uống, quần áo, đi lại, vân vân. Nếu có một khoản thu nhập tốt hơn, bạn có thể sẽ nghĩ đến việc có một ngôi nhà lớn hơn, sở hữu một chiếc xe đắt tiền hơn, mua một chiếc iPhone mới nhất. Bạn nghĩ rằng mình đang sở hữu nhiều tài sản, nhưng thực chất nó lại là tiêu sản. Mọi người thấy bạn và đánh giá bạn là một người giàu có, nhưng thực chất bạn đang phải mang một gánh nặng trên vai, đó là cố làm việc cật lực để đủ chi trả cho những thứ mà bạn đang sở hữu. Bởi vì thu nhập chính của bạn là từ tiền lương. Tiền lương tăng lên, nhưng những chi phí và những gánh nặng cho những tiêu sản mà bạn đang sở hữu cũng tăng theo, và bạn bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn đi làm, nhận lương và trả nợ. Người giàu thì ngược lại hoàn toàn. Người giàu tập trung vào sở hữu tài sản chứ không phải tiêu sản. Người giàu hầu như không có thu nhập từ lương. Thay vào đó, họ có nhiều nguồn thu nhập khác từ các tài sản mà họ đã đầu tư, như là lợi nhuận từ kinh doanh, tiền cho thuê, cổ phiếu, trái phiếu. Tổng các khoản thu nhập này lớn hơn nhiều so với chi phí của họ. Số tiền chênh lệch họ tiếp tục đầu tư vào tài sản, những tài sản này lại tiếp tục tạo ra tiền cho họ và làm cho họ càng trở nên giàu có hơn. Người giàu chỉ mua tiêu sản, những đồ vật xa xỉ sau cùng, khi dòng tiền của họ đã phát triển, khi họ cảm thấy mình đủ giàu và có quyền hưởng thụ. Vì vậy, họ có nhiều thời gian để làm những gì mà họ thích, trong khi tiền bạc vẫn làm việc chăm chỉ cho họ. Nhưng nếu lỡ như đầu tư, kinh doanh gặp rủi ro và thua lỗ thì sao? Có nhiều người rất thông minh về tài chính và họ biết phải làm gì để trở nên giàu có. Nhưng họ không thể làm giàu và vẫn kẹt trong vòng luẩn quẩn của người làm thuê là bởi vì họ sợ thất bại, họ sợ mất tiền. Nếu bây giờ bạn có tiền, vì bạn sợ hãi, không dám đầu tư nên mà dành hết số tiền đó để mua một chiếc TV hiện đại nhất. Chiếc TV của bạn cũng sẽ bị giảm giá trị rất nhanh chóng và nó cũng sẽ dần bị lỗi thời. Và có lẽ bạn sẽ cần thêm tiền để mua một chiếc TV mới. Đó là chưa kể, bạn phải tốn rất nhiều chi phí khác như là thời gian và tiền bạc khi bạn sở hữu chiếc TV đó. Nhưng ngược lại, nếu bạn can đảm, dám chấp nhận rủi ro, tính toán kỹ lưỡng, bạn sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn và sống thoải mái về sau này mà không cần phải lo lắng về tiền bạc. Nhưng trước khi bạn làm được điều đó, thì chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Và nếu như có thất bại, thì bạn cũng sẽ học được một bài học giá trị hơn rất nhiều so với việc ngồi ở nhà xem chương trình Ai Là Triệu Phú và mơ tới một ngày nào đó bạn sẽ trở nên giàu có.